Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Đức Minh, câu chuyện Trộm Đồ Linh Thiêng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười một giờ 30 phút đêm, cả ngôi làng Hạ chìm trong sự im lặng, cả không gian tối đen như mực, tiếng ếch nhái côn trùng râm ran không ngớt. Trên con đường đất hướng ra khu nghĩa địa, có hai bóng người đang lầm lũi bước đi từng bước thận trọng. Đó chính là Sơn và Thành. Lúc này hai đứa nó đang cảm thấy sốt ruột như con lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ cả hai người cảm thấy khẩn trương như vậy. Tâm trạng bây giờ cứ phải gọi là vô cùng căng thẳng xen lẫn sợ hãi. Để lấy lại sự bình tĩnh, vừa đi Sơn vừa rút ra bao thuốc lá điện biên, móc một điếu đưa lên miệng, lấy điếu khác đưa cho Thành. Ánh sáng từ chiếc bật lửa khép vùng lên rồi đại vụt tắt. Sơn rít liên tục từng hơi, nhả ra một làn khói trắng đi không trung, cùng một tiếng thở chậm chậm. Đúng là trong những lúc then chốt như vậy, có một điếu thuốc mà hút sẽ khiến tinh thần bình tĩnh hơn. Bỗng có một ánh chớp lóe sáng ở phía trời xa xa, gió bắt đầu thổi lay động những bụi cỏ ven con đường. Sơn ngước nhìn lên, hình như sắp có giông tố. Vào cái thời tiết như vậy thì ít ai mò mặt ra ngoài đường. Tuy nhiên cũng phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch, vì khi nước mưa rơi xuống cũng là lúc bùn đất nhão ra, sẽ khó khăn vô cùng. Nếu vụ việc đêm nay chót lọt, có được sống với số vàng như đã tính, sau khi chia một nửa cho Thành, Sơn cũng nắm trong tay cả 100-200 triệu. Với số tiền đó, nó sẽ làm được rất nhiều việc quan trọng. Vì vậy nhất định phải thực hiện kế hoạch tới cùng. Và quan trọng hơn, nó sẽ có tiền để chính thức có được Nhung Phượng. Nhung Phượng, đứa con gái có thể nói là ngon nghẻ nhất ở cái làng Hạ này. Không chỉ có Sơn, mà đám trai làng này cũng như bọn con trai của đằng bên đều vô cùng thèm khát. Tuy nhiên cô ta lại khá là chảnh chó, hầu như không nhận lời đi chơi với đàn ông bao giờ. Có một vài tin đồn là con bé này đang có thêm một vài anh trên tỉnh xuống cua, nên đang phần vần dữ dội lắm. Nhưng mà duyên số đưa đẩy thế nào mà trong một lần đi chơi hội chợ trên phố huyện, Nhung và Sơn lại có cơ hội nói chuyện với nhau. Chính điều đó cũng khiến cho Nhung có đôi chút cảm tình với Sơn. Và Sơn cũng thấy con bé này vô cùng hợp với mình, mặc dù nó mang tiếng là chảnh chọe. Thế nhưng khi tiếp tục nói chuyện, Sơn thấy nó khá vui tính, có duyên và dịu dàng. Từ hôm đó thì hai người lén lút qua lại với nhau. Nói gì thì nói, cô ta năm nay cũng 24-25 tuổi. Như ở quê phụ nữ mà tuổi đó đã có con bế bẩm, ấy vậy mà Nhung vẫn cứ độc thân. Một phần là do kén cá chọn canh, một phần là do bố mẹ con bé này cũng thuộc dạng oái om cả ông lẫn bà. Sơn đã nhiều lần đến nhà của Nhung chơi và ngỏ ý muốn cô Nhung làm người yêu, nếu sau này mà thấy ok tiến triển luôn việc cưới xin. Thế nhưng bố mẹ cô ta lại luôn tỏ ra coi thường, nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt của Sơn rằng con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện kinh tế một tí để sau này cho nó đỡ khổ, chứ đừng có mù quáng vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, lông bông nghèo kiết xác, lấy cái gì mà sống. Cái lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa, nhức móc nhau, hối hận chả kịp đâu. Sau này về có cạp đất mà ăn. Cái thời buổi nào rồi còn một túp lều tranh hai quả tim vàng. Cưới xong còn về chạy về bố mẹ để ăn bám nữa, không phải chết. Mình xinh đẹp ra giáo nề nếp thì phải lấy đại gia, chứ ai lại lấy ba cái thằng ối rồi ôi. Thả khóc trên xe hơi còn hơn là cười trên xe máy, nhớ đấy. Giọng nói của bà mẹ Chu Hoa vẫn luôn văng vẳng trong đầu của Sơn. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này, hơn 20 năm nuôi nó khôn lớn xinh đẹp, cho nên là tôi không muốn sau này con tôi nó phải khổ. Nếu anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, tài sản độ vài tỷ, hoặc cả chỉ ít có vài căn nhà, cho tôi cũng ai chẳng cấm cản làm gì, vì biết anh cũng yêu thương con Nhung thật lòng. Nhưng mà nàng ngày mà thôi, anh từng ngẫm lại hoàn cảnh của mình,
30 tuổi đầu rồi, thử hỏi anh có gì trong tay, hay là trên răng dưới cái tút. Lúc đầu nghe vậy Sơn cũng cay cú và tự ái lắm. Thế nhưng nghĩ cho cùng thì bà ấy nói cũng đúng. Sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác. Mẹ mất sớm, bố nó buồn chán lao vào rượu chè, tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ càng ngày càng ngập sâu hơn vào trong người, trở thành người nát rượu, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao tiền thì phải lo trả nợ tiền thu bạc nợ nần cho ông bố, trong khi bằng tuổi của nó bạn bè đã có của ăn của để. Ngẫm phận của mình cứ mãi long đong đận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Sơn khẽ liếc nhìn sang người yêu, thấy cô cúi mặt xuống có vẻ như đang lúng túng khó xử. Sơn liền nói với bà mẹ thái độ cứng rắn. Cháu hứa với cô là đến cuối năm nay, cháu sẽ ổn định công việc dọn ra sống riêng. Cháu sẽ có tiền để lo cho Nhung đầy đủ, cô hãy tin ở cháu. Thôi, anh đừng có mà mồm điêu. Lúc nào cô thấy anh hứa sẽ thế này sẽ thế kia, mà chẳng biết bao giờ anh mới làm được. Cái người có tiền chẳng cần phải hứa, kẻ khác vẫn tin. Kẻ không có gì thì suốt ngày chỉ bảo hứa hẹn thôi. Vừa nói bà vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng. Từ bây giờ trở đi mong anh hãy buông tha con gái của tôi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đồ mốc chẳng thể trò được mâm son đâu, các kẻ không bao giờ động được vào thiên nga. Nhung dù thương Sơn thế nhưng hàng ngày cô nghe mẹ thủ thỉ bên tai, lâu dần cũng xuôi. Nhìn thấy mấy người bạn thân của mình ai lấy chồng giàu xong đều có vẻ sung sướng, được ăn ngon mặc đẹp. Cả lấy chồng nghèo thì nheo nhóc, buồn thúng bắn bưng lo chạy ăn từng bữa. Nhung bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Sơn thêm thời gian. Nếu không gây dựng được sự nghiệp gì, cô sẽ lấy Lê Văn Đạt, một anh chàng có tương lai sáng lạn, con của ông chủ kinh doanh xưởng gỗ ở trên tỉnh, là người do bố mẹ đã lựa chọn. Tuy hình thức anh ta không được đẹp cho lắm, mặt quắt tai rơi, mắt một mí láo điên như là quân trộm cướp, đã vậy còn bị hôi nách và lùn hơn cả cô. Có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu sẽ thay đổi. Sơn ý thức được vấn đề nên vô cùng siêng năng, cẩn mẫn, làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Mấy tháng trước anh dành dụm tích góp 15 triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn, phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc làm phụ hồ. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bố hắn ốm, phải chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị, do uống quá nhiều rượu. 2 tháng nằm viện, công việc của hắn phải bỏ dở để chăm sóc ông, số tiền theo đó mà cũng cạn hết. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Sơn chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản là gia đình, không có được vật chất thì cũng có được tinh thần. Đằng này hắn chỉ là một con số không tròn trĩnh, và một gánh nặng lại chính là người có công sinh thành dưỡng dục. Đúng là cay đắng. Sau khi ra viện, Sơn tỏ thái độ nặng nhẹ với bố về những bức xúc khó khăn mà ông gây ra cho mình. Ông bố cũng nhận thấy lỗi lầm của mình, cho nên ông bảo: "Bố biết là con vất vả nhiều. Từ giờ trở đi bố hứa dần bỏ rượu bỏ cờ bạc để con yên tâm làm ăn. Nhưng mà còn nhưng nhị gì, con không cần bố phải kiếm ra tiền. Chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi, đừng để con phải xấu hổ với bạn bè hàng xóm là được. Con chỉ cần thế thôi." "Chẳng lẽ như vậy bố cũng không làm được sao? Bố muốn con không lấy được vợ hả?" Ông bố xua tay mặt méo sạch, tỏ vẻ hối hận. "Bố bỏ được, bỏ được. Nhưng bây giờ bố còn nợ người ta 20 triệu nữa. Chỉ cần con giúp bố trả số tiền này thì 20 triệu. Bố bị điên à? Bố có biết số tiền đó lớn thế nào không?" "Bố biết là bố sai. Ở cái tuổi này đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con, thế mà bố lại phạm sai lầm lớn. Không chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta, để sau này con lấy vợ, người ta nhìn vào cái nhà đang ở người ta không khinh. Thôi được, con sẽ cố gắng giúp bố lần cuối. Sau này bố hãy để con yên, con cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình, con mệt mỏi lắm." Hàng ngày vừa làm công việc phụ hồ, lâu lâu lại đi khuân vác thuê, nhưng thu nhập cũng không khá hơn là nhiều. Cũng có một lần Sơn theo đám trai làng lên phố làm bao việc lặt vặt, cũng kiếm được kha khá, nhưng đâu phải lúc nào cũng có việc. Bao giờ mới có vốn để làm ăn, liệu Nhung có chờ được cho đến lúc đó hay không? Chiều hôm ấy Sơn được nghỉ làm, đang ngồi ngoài sân nghĩ mông lung, vô định,
thì ngoài cổng có tiếng người gọi với vào bên trong. Sơn ơi, có nhà không? Sơn đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, đó là Thành, một người bạn nối khố với Sơn từ nhỏ. Có, đang ở trong này này, vào đây. Thành mở cửa bước vào bên trong. Lúc này bố của Sơn cũng từ trong buồng đi ra. Vừa nhìn thấy ông bác, Thành liền bảo: Ô bác ơi, bác biết tin gì chưa? Lão trưởng con chết rồi đấy. Sao sao lại chết? Chết khi nào, ở đâu? Sao lại đường đột vậy? Với vừa trưa nay bác ạ. Chẳng hiểu sao đi đứng kiểu gì vấp cầu thang, đập đầu vào bậc cửa nứt cả sọ. Gia đình đưa lên viện thì họ trả về, bây giờ đang chuẩn bị tang lễ. Bố của Sơn ngồi thụp xuống ghế, về mặt cũng nặng trĩu suy tư. Bạn ơi là bạn, giàu có để làm gì mà con được hưởng đâu, sao lại đường đột ra đi vậy chứ? Lão trưởng con mà Thành nhắc tới vốn là bạn chơi thân với bố của Sơn. Hai người ngày xưa đi lính với nhau, sau này về lại làng. Trưởng con có đầu óc kinh doanh, trước khi bố mẹ ông ta mất có để lại một khoản tiền nhỏ. Giờ vào đó mà ông ta có điều kiện nhập hàng buôn bán sản xuất và phất lên từ đó. Suốt mấy năm qua ông trưởng này cho bố của Sơn mượn không biết bao tiền. Ông ta biết bố Sơn nghiện rượu chè cờ bạc, thế nhưng vì là bạn thân cho nên cho mượn mà không hẹn ngày trả. Tuy nhiên cách đây độ một tháng, hai người có xảy ra xích mích rất căng. Sơn cũng không rõ là vì chuyện gì, nhưng sau đó thì cả hai người cạch mặt. Nói là xích mích vậy, thế nhưng nay ông bạn già chết, bố Sơn không khỏi đau xót. Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má của ông. Sơn nhíu mày, lâu lâu mới thấy bố khóc. Kể từ cái lần mẹ mất, Sơn liền bảo: Ông trưởng khi còn sống cho bố mượn nhiều tiền, bây giờ bố chưa kịp trả, ông ấy đã đi rồi. Bố Sơn gật đầu nói với cái giọng run rẩy: Thế con ạ, ông cũng đã số phận. Còn vì bố một lần, có tiền thì đi phong bì cho bố 100 ngàn, sang viếng bác ấy cho bố. Chứ bố không có mặt mũi nào sang đó cả, vì vợ con của bác ấy ghét bố lắm. Sơn suy nghĩ giây lát, liếc mắt nhìn qua Thành đang đứng tần ngần rồi thở dài: Dạ vâng ạ, ngày xưa còn bé bác ấy cũng quý con, để con qua bên đó thay cho bố vậy. 6 giờ tối cả hai cầm theo hai cái phong bì tiến về nhà của ông trường. Lúc này tiếng kèn đám ma đã vang vọng cả con đường, người trong làng tới viếng rất đông. Cả hai vừa bước vào bên trong thì đã gặp ngay ánh nhìn khó chịu của thằng Phong, con trai cả của ông trường. Nó trừng mắt nhìn vào Sơn rồi miệng lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, còn sĩ diện vác mặt mũi sang đây. Căn bộ thắm mầm đanh đá nổi tiếng đang ngồi sụt sùi khóc thương trầm. Khi thấy Sơn thì mụ cũng liếc mắt một cái để khinh bỉ. Sơn nén giận không phản ứng, lặng lẽ tới nhét hai cái phong bì vào trong hòm, rồi cầm bao nén nhang thắp trước linh cữu của người chết. Sơn vừa liếc nhìn vào cuốc quan tài thì khẽ rùng mình. Sở dĩ để như này là vì đợi đứa con thứ đang từ tận trên Sơn La bắt xe để về mặt nhìn bố lần cuối, sau đó đóng nắp quan tài cũng chưa muộn. Tuy nhiên có một thứ ánh sáng lấp lánh lập tức thu hút ánh mắt của Sơn. Đó là trên người của ông trường có đeo vàng, một chiếc đồng hồ vàng rất lớn đeo ở cổ tay trái, một sợi dây chuyền to tổ bố gắn đá quý thòng lòng lộ qua lớp áo sơ mi. Chỉ cần nhìn qua kích thước nó cũng tính được trị giá khoảng 100 triệu tiền mặt nếu bán đi. Đã vậy mấy ngón tay béo múp của ông ta còn đeo những 6-7 cái nhẫn vàng nữa. Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ vừa quen. Không biết đó là do tâm nguyện của ông trước khi nhắm mắt, hay chỉ đơn giản là gia đình muốn giữ nguyên những thứ đồ trang sức quý giá lúc còn sống. Có thể là vì lý do đó cho nên bây giờ không ai tháo ra, để linh hồn ông được an tâm an nghỉ nơi chín suối. Nhưng có thể vài năm sau bốc mộ, họ sẽ mang số vàng này trở về. Vừa nhìn thấy mấy thứ lóng lánh đó thì bỗng một tia xẹt ngang qua đầu của Sơn. Trong đầu của nó hiện lên suy nghĩ vô cùng táo bạo và mạo hiểm. Sơn nghĩ cái quan trọng nhất đối với nó bây giờ là tiền. Càng nhiều tiền càng tốt. Tiền có thể thay đổi được tất cả. Lúc có tiền thì chẳng ai dám coi thường nó nữa. Sơn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội quay mặt đi chỗ khác, vô tình nhìn qua bên thằng bạn. Thấy nó cũng đang như là bị thôi miên trước số vàng trong quan tài kia. Sơn bố nhẹ vào tay khiến cho Thành giật mình: Mày làm gì đấy? Sơn ra hiệu rằng hai mẹ con thằng kia đang nhìn, viếng xong rồi thì đi về nhanh. Thành hiểu ý, cả hai thằng nhanh chóng rời khỏi đám ma để trở về nhà.
Khi vừa ra đến cổng, cả hai va phải mồm thầy cúng. Điệu bộ ông ta rất vội vã. Sơn đang định xin lỗi thì ông đi nhanh vào bên trong. Vừa thấy hai mẹ con thằng Phong, ông thầy đã bảo: bao giờ thằng kia về tới vậy hả? Cái xác phải được chôn ngay. Ông nhà chết đột ngột tức tưởi, chưa thể siêu thoát. Cộng thêm chết đúng giờ xấu, ngày hôm nay cũng xấu, lại đúng tháng 7 âm lịch rất đại kỵ. Nếu không chôn sớm e là có chuyện đấy. Cái xác này độc lắm. Sơn đứng ngoài cổng nghe vậy cũng không để ý mà cùng Thành rời đi. Trên đường về, Sơn hỏi vu vơ: Thành này, mày có muốn đổi đời không? Mẹ nó chứ, đổi đời ai chả muốn. Chứ bây giờ tao mang tiếng đi làm công nhân, lương bạc cọc 3 đồng chả đủ nuôi vợ con. Sơn suy nghĩ giây lát, nhìn quanh quần một lượt rồi bảo: tao có kèo này. Nếu mà thành công anh em mình sẽ đổi vận. Thân thiết lắm tao mới bảo. Kèo gì? Cho tao theo với, nói rõ đi. Sơn bắt đầu nói ra kế hoạch vô cùng táo bạo và nguy hiểm nó vừa nghĩ ra ở đám tang. Mày điên à? Sao lại làm cái trò đó, đi tù như chơi đó. Mà có khi còn bị người nhà họ đánh cho chết. Mày thử biết thằng Phong với con mẹ nó dữ tợn thế nào. Sơn im lặng giây lát không đáp, cứ như vậy đi một mạch rồi bảo: vậy thì tùy mày thôi. Thành đứng khựng lại dõi theo bóng lưng của Sơn dần khuất sau bụi cây ven đường. Thành về đến nhà thì đứa con 3 tuổi chạy ra nói bi bô: bố ơi, bà nội ho nhiều mà bà hít thuốc rồi, con thương bà lắm. Thành nhìn vào trong nhà, hình ảnh của người mẹ gầy gò đang ngồi trên giường, vợ thì đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp. Thành đi vào bếp rồi hỏi: mẹ ho nhiều hả em? Vâng ạ. Em định mua thêm thuốc cho mẹ thì nhớ ra là nhà hết sạch tiền rồi. Cả hôm nay nấu cơm em cũng phải sang nhà mẹ đẻ để vay. Tại tháng vừa rồi gia đình mình chi tiêu nhiều quá. Riêng cái tiền thuốc thang cho bố mẹ đang ngốn hết lương của anh với em cộng lại. Em đi làm thời vụ tháng cũng chỉ được có 1-2 triệu. Lương của anh thêm 3-4 triệu, tằn tiện thì vẫn ổn. Nhưng mà cả bố lẫn mẹ đều cần nhiều thuốc tây. Rồi thằng Bon nhà mình sắp sửa đi nhà trẻ, chăm thứ phải lo. Thành đứng dựa người vào cửa nhìn vợ mình lúi húi ở trong bếp. Đứa con thơ cứ vây bám lấy mẹ. Những tiếng ho khàn đặc từ nhà trên vọng xuống khiến cho tâm trạng của Thành rối bời. Từ hôm ấy Sơn nằm trằn trọc không sao ngủ được. Nó tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng nó sẽ không dừng luôn, vì như vậy sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo nó bỏ lên trên phố huyện coi như là người đi lập nghiệp, sau đó bán số vàng này để lấy một khoản tiền lớn. Ở đó thì nó sẽ tìm thuê một cửa hàng để mở quán cà phê, nâng giải khăn và đón người yêu lên cùng. Từ trước đến nay những chuyện ma quỷ không làm cho Sơn bận tâm, vì dù sao nó cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ. Chết là hết ma cỏ gì. Mà cho dù là có ma thật, sau khi giàu lên rồi Sơn thuê một ông thầy pháp chấn điểm, bố bảo lão trưởng cũng chẳng dám tìm về. Sơn tự an ủi mình như vậy. Tuy nhiên nếu đào thi thể của người chết lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện còn làm cho nó sợ gấp nhiều lần. Rồi nó tự cho mình 2 sự lựa chọn. Một, có thể có tất cả để đổi đời. Hai, cũng có thể là mất tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà lão trưởng đánh cho tàn phế, nặng thì đi tù ít vài năm. Đó là điều khiến cho Sơn lo lắng. Điều tệ hại nhất có thể xảy đến. Nó khiến cho Sơn run lên khi nghĩ tới hậu quả. Cứ nằm miên man suy nghĩ như vậy, Sơn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau khi vừa mở cổng đã thấy bóng của Thành thấp thoáng ở ngoài cổng. Có chuyện gì tìm tao sớm vậy? Cái chuyện hôm qua mày nói với tao, ta đồng ý. Sơn nghe bạn nói như vậy thì nhoẻn miệng cười. Hai người vẫn hơn một, cơ hội giàu có đã tới gần hơn. Cả ngày hôm ấy hai thằng nghỉ làm ngồi lì trong nhà bàn bạc kế hoạch chi tiết cẩn thận. Tất cả đều đã được lên kế hoạch chu đáo, 2 ngày sau sẽ hành động. Tuy nhiên cả hai thằng đều không biết những hậu quả khủng khiếp sắp xảy đến, khiến chúng phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bản thân. Ngửa cổ tôi ở ngực một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt dạo rực nóng bừng khắp cơ thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ. Cái bao tải lớn vắt trên vai, bên trong là xẻng, xà beng búa, một ít đinh và đèn pin. Con dao nhỏ rất đậm bên hông. Từng đấy thôi cũng là quá đủ để Sơn và Thành thực hiện công việc mà cả hai đã vạch ra. Thành còn chuẩn bị mang theo cả tỏi phòng thân,
dĩ nhiên cũng có một con dao dắt bên hông để phòng bất chắc. Trong không gian yên đắng tích mịch, cái bóng của Sơn và Thành mờ mịt giữa màn đêm đang phủ kín. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u heo hút. Sơn hồi hộp bảo: "Tao với mày về gần chưa? Phải xong trước khi trời sáng." Cứ như vậy cả hai dạo bước nhanh hơn, cùng với những cơn gió lộng ảo ạt thổi ngược tới. Đôi giày thể thao dẫm đạp lên những bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài ánh chớp, đan xen làm lộ ra bóng của vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện. Sơn bất chợt dừng lại. Có âm thanh giống như là tiếng bước chân vọng tới đằng sau. Một cảm giác bất an bất chợt xuất hiện, dường như có người đang đi theo. Sơn đứng nghiêm quay mặt lại. Sau lưng chỉ là con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thụ xòa tán lá theo những cơn gió đang thổi như những cánh tay vẫy gọi. Tiếng ếch ộp ọp kêu lên từ cánh đồng vọng lại, nghe đến ma mị. Sơn cả gáy ấp giữa màn đêm thanh vắng. Thành run rẩy rồi hỏi: "Sao đấy mày?" Sơn không đáp, quan sát một lúc rồi bảo: "Không có gì đâu, chắc tao thần hồn nát thần tính thôi mà." Trong nghĩa địa lúc này sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ. Càng tiến sâu vào bên trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của ông trưởng giữa vài chục ngôi mộ khác vây quanh. Một gò đất cao mới đắp, hòa viếng còn rất nhiều, đều đang tươi tốt. Giờ anh chớp bẩn hiện, Sơn cảm giác từ dưới mộ ông trưởng đang nhìn chăm chăm vào mình. Nói gì thì nói, ông ta vừa chết mà ngay thằng trời đánh đất quật mộ lên. Cầm xẻng trong tay theo phản xạ, Sơn giáo giết nhìn chung quanh bãi tha ma. Gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống như là tiếng người khóc. Trước đây có nằm mơ, Sơn không nghĩ có một ngày đêm hôm mưa gió nó còn mò ra cái chỗ này. Nghiến chặt răng, Sơn liếc mắt nhìn qua Thành, lúc này đang vô cùng căng thẳng. Thành cũng nhìn lại, cả hai sẵn sàng chuẩn bị cắm những nhát xẻng đầu tiên. Nhưng bỗng nhiên Sơn khựng lại, linh tính mách bảo có ai đó đang ở chung quanh đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến nó không thể chủ quan. Dường như Thành cũng phát hiện ra gì đó, cả hai người đứng im bất động. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nhau lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức đã phát hiện ra có động tĩnh. Cả hai thằng đứng người lập tức chui ngay sau bụi cây lớn để mà nấp, nằm dạp xuống hồi hộp chờ đợi. Vài chục giây sau đã có 3-4 kẻ xuất hiện. Chúng cầm đèn pin khô khoáng khắp nơi, giống như đang thăm dò. Trên tay của thằng nào đấy còn có cả hàng lạnh. Một thằng châm lửa hút một điếu rồi chửi: "Còn mẹ nó chứ, đêm hôm sập mưa gió rồi mà cái thằng nào nó mò ra đây chứ, cái con mụ béo nó cứ lò hão." Một thằng khác giọng gườm gườm rồi bảo: "Mụ béo lo không thừa đâu, xác chồng bấy mang theo nhiều vàng, khả năng bị đào trộm là có. Gì chứ cái bọn trộm mộ có trời sập nó cũng đào." Thằng kia liền lè nhà nói: "Sâu hơn 30 năm ở đây, tao chưa nghe có vụ trộm mộ nào cả." Nói xong thì nó chiếu đèn pin khắp một lượt nghĩa địa, rồi chiếu vào ngôi mộ mới thấp. Mọi thứ vẫn ổn, một ngôi mộ không hề có dấu hiệu bị đào bới. Sơn và Thành nằm im, chống ngực đập thùm thụp. Khi nãy mà nó gây ra một vết gì trên mộ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mấy thằng kia Sơn biết đó là một thằng giang hồ cụm cán. Nó mà phát hiện ra ngay thằng ở đây, có mà nó chém chết cả đôi. Khi đám kia đã rời đi, ánh đèn pin loang loáng khuất dần sau bụi tre tùm, Sơn mới dám bỏ ra khỏi chỗ nấp. Phải nhanh chóng hành động, không sắp mưa tới nơi rồi. Sơn mở chai rượu trắng uống thêm vài ngụm lớn để lấy dũng khí, để chai rượu qua cho Thành. Thành lắc đầu: "Không uống, thôi nhanh đi." Trong bãi thăm ma hoang vắng, bóng của hai người đang hì hục đào bới. Đôi bàn tay gồng cứng nổi đầy cân guốc, dồn sức thoăn thoắt xúc từng xẻng đất hất sang hai bên. Không rõ đã trôi qua bao lâu, người Sơn và Thành ướt sũng cả mồ hôi, dừng tay lau mồ hôi đang ròng ròng trên trán, chảy xuống mắt cay xè, hơi thở hồng hộc vì mệt. Quần áo lúc này lấm lem đầy bùn đất. Thế mắt đã mở đi, Sơn ngồi bệt xuống mà thở. Lúc này mệt đúng như là khi đi phụ hồ vậy. Thành cũng chẳng khác hơn là bao. Sơn phụ hồ nặng nhọc quen, còn thấy mệt nói chi là Thành.
Cảnh vật chung quanh u ám mờ mịt, kèm theo đó là những cơn gió thổi ào ào, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt có thể sắp đổ xuống. Sơn ngửa mặt lên trời, nó lọt thỏm trong cái hố hình chữ nhật. Chợt phát hiện ra tiếng cộp cộp của đôi giày dẫm trên tấm gỗ, tim của Sơn đập thình thịch. Nó hạ người thấp xuống, dùng tay bới những lớp đất mỏng gặt qua hai bên. Trong khoảnh khắc, mắt của nó bỗng sáng lên vì cỗ quan tài đang hiện ra. Đúng là cỗ quan tài đỏ chót này. Sơn khẽ reo lên: "Thế rồi mày ơi, chính là nó!" Thành nhìn thấy vậy thì cũng mừng ra mặt, quên hết mệt mỏi, cả ngày cẩn thận đào tiếp chung quanh. Xong xuôi, Sơn cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bộp trên nắp quan tài được đắp chặt. Xác định vị trí, Sơn lấy xà beng chọc thẳng vào nắp ván, rồi ghì xuống dùng hết sức hợp lực với Thành để cậy nắp. Theo lực bẩy mạnh, những chiếc đinh bật ra một cách khó nhọc. Cả hai người hít một hơi căng lồng ngực, dồn hết sức bình sinh, đu cả cơ thể lên mà ghì mạnh xuống. Cái nắp bất ngờ bật tung, nằm lệch sang hẳn một bên. Tuy ông già mới chết được 2 ngày, trước khi cho vào thùng cũng đã xịt nước thơm các kiểu, nhưng tới bây giờ cũng đã bắt đầu bốc lên cái mùi oi oi khó chịu. Sơn và Thành thở dốc, lúc này khẽ liếc nhìn vào bên trong. Ông Trường vẫn nằm ở đó im lặng. Ông ta đã chết, chết thật rồi. Bầu trời lúc này ánh chớp đã nhiều hơn, từng tiếng sầm van vang lên thôi thúc mọi chuyện phải nhanh chóng kết thúc. Sơn thở hắt ra một hơi, lấy can đảm rón rén nhích lại gần. Nó nheo nheo đôi mắt thận trọng quan sát với thái độ đề phòng, nhưng phía bên trong tối quá nhìn không được, chỉ định hình được là một người đang nằm ở đó. Sơn run rẩy thận trọng cầm cái nắp quan tài dựng vào thành hố. Chưa kịp quay người lại, Sơn chợt nín thở, không dám nuốt lươn nước miếng, tim đập loạn xạ như là muốn vỡ tung ra khỏi đồng ngực. Có tiếng động lục cục phát ra trong quan tài của ông Trường. Phía bên trên đàn quạ lờn vườn bay lên. Tiếng động kia chưa hết, đã đang nghe tiếng thở khò khè gấp gáp vang vọng tới từ một người nào đó. Mồ hôi chợt toát lên sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Nó gắng sức để trấn an bản thân, nhưng những gì đang xảy ra khiến cho nó không thể giữ được bình tĩnh. Sơn liền vội hỏi: "Quái lạ, mày có nghe thấy gì không?" Thành đang ngồi nghỉ mệt, nghe bạn hỏi vậy thì nổi da gà: "Ta có nghe gì đâu." Cỗ quan tài vẫn nằm im, lờ mờ dưới chút ánh sáng ẩn hiện. Sơn thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: "Mình bị ảo giác rồi. Người đã chết sao sống lại được chứ. Đúng là thần hồn nát thần tính." Lúc này trong quan tài rất tối, chiếc đèn pin mang theo đã phát huy công dụng. Sơn dặn Thành đứng thẳng tập trung quan sát nghe ngóng chung quanh, còn nó khom người chiếu đèn pin bắt đầu từ phía dưới quan tài. Chân của ông ta không đeo lắc vàng hay vật dụng gì tương tự. Quả ánh sáng vừa lướt nhanh đến ngực, Sơn nhau mắt lại vì vừa thoáng thấy điều gì bất thường. Nó run rẩy cầm đèn pin từ từ quay lại vị trí đó. Dưới luồng sáng đang xoay rọi trên vách quan tài xuất hiện chi chít những vết cào. Sơn chiếu đèn pin về phía bàn tay của người chết đang duỗi thẳng. Quái lạ thật, mấy vết sức này từ đâu mà ra? Sơn hoang mang suy nghĩ. Mắt của Sơn chợt sáng lên, nỗi sợ hãi mơ hồ chợt tan biến khi chiếc đồng hồ vàng gắn đá quý treo trên cổ tay ông Trường đang lấp lánh dưới ánh đèn pin. Như trong cơn mộng mị, nó quỳ sụp xuống rồi dấn người cùng nét mặt háo hức, đem tay chạm vào chiếc đồng hồ xoay nhẹ. Quên cả mấy chi tiết đáng ngờ khi nãy, Sơn há miệng dùng răng cắn chặt chiếc đèn pin. Cầm bàn tay lạnh cứng sắm ngắt của ông Trưởng lên, nó nhẹ nhàng bấm nút tháo chiếc đồng hồ. Bỗng nhiên Sơn giật mình vì lũ chim quạ nháo nhác bay lên, đập cánh kêu lên loạn xạ. Chưa kịp định thần, nó hoảng hốt đánh rơi cái đèn pin khi phát hiện trong cỗ quan tài có một đôi mắt sáng quắc hiện ra nhìn mình đăm đăm. Sơn hoảng hốt ú ớ trong tiếng thở hổn hển: "Trời đất, ông Trường!" Mặt của nó tái mét nhìn về đôi mắt xanh lẻ đó, bàn tay luống cuống run rẩy. Bỗng nó hét lên một tiếng khi có thứ gì đó chui từ cơ thể của ông ra bắn mạnh về phía của nó. Tiếng hét khiến cho Thành đứng tập trung nghe ngóng phải giật mình. Thành vội chửi: "Mày hét cái gì vậy?" Sơn ngã ngửa ra đằng sau, định thần nhìn lại. Không có gì cả. Hình như cái thứ khi nãy chỉ là một luồng khí thoát ra từ xác chết.
Nó liền lắp bắp: Không có gì. Lúc này Thành đột nhiên chú ý đến một chi tiết. Bốn góc ngôi mộ có bốn cái cọc sắt, xung quanh thân cọc còn có cả quấn bùa. Ê Sơn ơi, sao dưới mộ lại có mấy thứ kia? Kệ cha nó đi, hơi đâu mà quan tâm, giúp tao lột đồ nào. Cứ như vậy, Sơn và Thành mò mẫm trên xác chết của ông Trường. Sớm chớp bắt đầu nổi lên dữ dội, cả màn đêm rực sáng bởi những luồng sét thỉnh con rết khổng lồ bò ngang dọc trên bầu trời. Cả hai người chỉ kịp ngước lên rồi nhanh chóng cầm bàn tay của ông Trường tháo nốt chiếc nhẫn vàng còn lại. Tuy nhiên khi còn sống, ngón tay bụ bẫm tháo nhẫn đã khó, nói gì là đã chết. Cả hai loay hoay mãi không sao mà tháo được. Không còn cách nào khác, Sơn rút ngay con dao rất đập bên hông chặt ngón tay để lấy nhẫn. Thành thấy vậy thì hoảng hốt: Đừng làm vậy mày ơi, hay là bỏ cái nhẫn đó đi, lỡ sợi dây chuyền với cái đồng hồ lên được rồi. Mình đã trộm mộ còn chặt ngón tay của người ta, tội lắm. Đạt tới cái nước này còn tội cái mẹ gì nữa, mày không lấy thì tao lấy. Dứt lời, Sơn chặt bàn tay xám xịt lạnh ngắt của người chết, rồi bắt đầu cứ từng cái nhát một tạo thành tiếng kim loại cọ vào đốt xương kêu lên kinh kít. Âm thanh đó khiến cho Thành tí nữa thì té luôn cả ra quần. Ngón tay của ông Trường sắp rụng, miếng da dính vào khiến cho nó lủng lẳng sắp rơi. Lại hoài một lúc thì ngón tay đứt lìa, Sơn vút luôn vào bên trong quan tài. Cầm trong lòng bàn tay 6-7 cái nhẫn vàng nặng trĩu, khiến cho Sơn vui như mở hội. Nó liếc nhìn qua Thành rồi bảo: Thôi được rồi, cho mày 3 cái ta 4 cái. Sau khi lột sạch những món đồ quý giá trên xác của người chết, Sơn im lặng nhìn xác một lúc rồi bảo: Thả lỗi cho cháu nha bác Trường, có vì cháu lâm vào đường cùng thôi. Đúng lúc đó những hạt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Sơn và Thành giật mình, cả hai nhanh chóng đậy nắp áo quan, đóng vội vàng mấy cái đinh rồi đeo lên mặt đất. Cơn mưa rất nhanh trở nên nặng hạt. Dưới trời mưa như là chút nước, có hai kẻ đang hì hục sức từng sẻng đất lấp đi huyệt mộ. Và việc làm động trời đó có một ai hay biết. Tại nhà của ông thầy cúng, ông ta đang ngủ thì bị tiếng sấm nổ đinh tai làm cho choàng tỉnh. Mồ hôi lăn dài trên má, ông đưa tay bấm quẻ, đúng là có chuyện động trời vừa xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không thể bói ra là chuyện gì. 3 giờ sáng, Sơn đẩy cửa bước vào trong, cả cơ thể ướt như chuột lột, nước từ trên người cứ như vậy nhỏ tong tong xuống nền đất. Nó nhanh chóng đi vào trong buồng, nhắm luôn chiếc bọc vào cầm giường, cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bùn đất, mặc lại một bộ đồ mới khổ giáo. Có tiếng ông bố ở bên buồng bên cạnh vọng tới: Về rồi đấy hả? Sao về khuya vậy con? Sơn vừa thay đồ vừa bảo: Thành nó dù con ở lại ngủ, nhưng lạ giường con mò về, gặp đúng lúc trời mưa. Sơn leo lên giường nằm đắp chân nghe ngóng. Ở bên ngoài trời mưa vẫn rơi như chút. Sáng hôm sau, Sơn mò ra quán nước đầu xóm để nghe ngóng thông tin. Có 2-3 người đang ngồi nói chuyện, một ông chú than thở: Trận mưa đêm qua kinh thật đó, lở hết cả đất. Sáng nay nghe mấy người đi đồng bảo là ngôi mộ mới đắp bị nước xối mòn ghê lắm. Mấy người kia nghe xong thì gật gù xác nhận. Sơn lúc này an tâm phần nào, như vậy là trận mưa đã tạo nên một dấu vết hoàn hảo. Chiều đó Sơn và Thành họp nhau tại nhà của Sơn để chia nhau số vàng đã lấy. Bố Sơn lúc này đi vắng, nó nhìn ngang dọc rồi chút luôn cánh cầm. Bây giờ Thành bảo: Chia đôi, bọn mình mang lên huyện bán đi. Sơn gật đầu bảo: Được, còn mấy cái nhẫn cứ giữ lại, khi nào cần hãy bán. Bán trước cái đồng hồ với dây chuyền thôi. Cho đến chiều hôm ấy, cả hai thằng đã bán chót lọt thành công. Cầm một cục tiền trong tay, Thành và Sơn vui mừng như phát điên. Lần đầu tiên được cầm một số tiền lớn như vậy, tương lai và cơ hội đổi đời đang ngày càng gần hơn. Phải là có tiền mua thuốc cho bố mẹ, có tiền mang về cho vợ rồi. Sơn tươi cười nhìn theo bóng của thằng bạn chạy nhanh về nhà. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của nó. Về đến nhà thì bố đang ngồi hút thuốc lào ở sân. Sơn tiến lại rồi bảo: Này bố muốn ăn gì con mua cho, ăn gì cũng được. Sao vậy? Sao lạ thế? Mới lĩnh lương hả? Bố thấy gần đây công việc con thất thường đó. Không cần lo cho bố đâu, có đồng nào giữ lấy phòng thân con à? Không sao đâu. Bây giờ bố cứ ngồi đây, con đạp xe đi mua đồ ăn, rồi bố con mình lai ra với nhau.
lâu rồi bố con mình chưa có uống với nhau. Nói xong thì nó đứng dậy chách xích xe đạp chạy ra ngoài. Bố Sơn nhìn theo để vẻ ngạc nhiên, ông cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Về tới nơi thì thấy bố đã chạy chiếu dọn bát đũa, Sơn hí hửng mang khúc chân giò luộc vào bên trong bếp. Nhưng khi vừa mở chiếc túi ra, Sơn đứng ngay lập tức kinh hãi rú lên một tiếng để thất thanh. Bố Sơn đang ngồi nghe thấy tiếng hét giật mình vội vàng chạy xuống bếp rồi vào. Cái gì đấy? Sơn tái mét mặt mày, đứng dựa lưng vào tường chỉ tay vào cái túi. Ngón tay? Trong cái túi đấy có mấy ngón tay người? Ông bố ngạc nhiên tiến lại mở cái túi đổ luôn ra đĩa. Chỉ có một chiếc chân giò nạc không hề có gì cả. Ông quay qua nhìn Sơn với một nét mặt đầy khó hiểu. Sơn càng khó hiểu hơn, không lẽ nó hoa mắt? Rõ ràng vừa rồi nó thấy mấy ngón tay người trắng bệch, máu dì ra đỏ hòn, vậy mà bây giờ đã biến mất. Tại nhà của Thành lúc này, nó dúi vào tay của vợ mấy triệu bạc. Người vợ thấy vậy thì kinh ngạc thốt lên. Trời đất ơi, ở đâu ra nhiều tiền vậy? Em cứ cầm lấy, mà lên huyện mua thuốc cho bố mẹ. Tiền mua mấy bộ quần áo mới mà mặc. Đồ của em cũng cũ cả rồi. Còn bây giờ em ra ngoài chợ đông gạo đi, rồi mua cái gì đó thật ngon về nấu cho nhà mình ăn. Nhìn mấy miếng chân giò thái ra, Sơn cảm thấy có điều gì đó ứa lên nơi cuống họng. Hình ảnh của mấy ngón tay nát bươm khi nãy vẫn còn ám ảnh lấy nó. Sao nhìn mấy ngón tay này quen lắm? Trần tiếng bố của Sơn cất lên khiến cho Sơn giật mình. Sao vậy? Sao lại ngồi đực ra như vậy? Ăn đi chứ. Sơn vội gật đầu gắp miếng thịt đưa lên miệng nhai một cách nhịu nhạo. Trong bữa cơm tối, Thành khoan khoái nhìn mâm cơm để ấp món. Nào cá, nào chả, nào canh cua. Đứa con thì cứ như vậy cười giòn tan. Vừa đưa chiếc muỗng vào bát canh, Thành đột nhiên giật mình thốt lên một tiếng để kinh hãi, đánh rơi luôn bát cơm xuống chiếu. Cả nhà cứ một phen giật mình nhìn theo. Vợ nó vội hỏi: Anh sao vậy, có chuyện gì à? Mặt của Thành tái mét. Ở trong tô canh cua đang nóng hổi, nó vừa nhìn thấy mấy ngón tay người nổi lềnh bềnh. Bất giác Thành chạy luôn ra ngoài hè nôn thốc nôn tháo. Trước hành động đó cả nhà không hiểu có chuyện gì. Đêm hôm đó Sơn trằn trọc không sao ngủ được. Còn đang nằm miên man suy nghĩ thì Sơn bỗng nghe có tiếng động lạ vang lên. Sơn lắng tai nghe ngóng, hình như là tiếng khóc nghe rất não nề thê lương. Quái lạ, giờ này còn ai khóc ở ngoài đường vậy chứ? Sơn cầm cái đèn pin tiến ra bên ngoài. Đứng trên hiên nhà nhìn ra, nó thấy bóng của một người đang ngồi ngay ngoài cổng. Sơn bực mình lẩm bẩm: Đêm nay sao mà đêm hôm tới cổng nhà người ta khóc vậy hả? Sơn cầm đèn pin bước tới định sẽ chửi cho người kia một trận. Ánh đèn pin chiếu tới đó là một người đàn ông nhìn rất lạ. Quần áo trên người dính đầy bùn đất. Ông ta cứ như vậy cúi gằm mặt mà rên rỉ: Ông là ai? Sao lại khóc trước cửa nhà tôi? Người kia vừa khóc vừa đáp: Nhà tôi bị bọn nó phá, nước mưa với đất chảy vào trong. Tôi còn bị nó lấy sạch của cải, rồi còn bị chặt đứt mấy ngón tay. Tôi đau lắm. Sơn nghe xong thì kinh ngạc, nhưng nó ái ngại hỏi: Nhưng mà ông là người ở đâu? Nghe giọng của ông lạ lắm, ngừng mà tôi xem nào. Tôi cũng là người làng này. Ủa, thế ông là ai hả? Cho tôi xem mặt xem nào. Tiếng khóc bỗng nhiên im bặt, người kia bỗng nhiên cười lên khúc khích. Tiếng cười nghe vô cùng cổ quái. Ông ta từ từ ngẩng mặt lên, vươn bàn tay bị cột mấy ngón bám vào cằm, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Là tao đây, Trường đây. Tao tới để lấy vàng của tao. Mày để đâu rồi Hà Sơn? Cứu, cứu tôi, có ma. Nghe tiếng hét thất thanh, bố Sơn lao từ trong nhà. Sao đấy con ơi, có chuyện gì vậy? Sơn liền lắp bắp: Ngoài cổng, ông Trường, ông Trường. Ông bố với lấy cây đèn pin xoay ra ngoài cổng. Không có gì cả. Ông lại nhìn Sơn lúc này mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Trong căn nhà nửa đêm khói hương nghi ngút, ông thầy cúng đang lẩm bẩm khấn vái. Có một ngôi mộ bị động, chấn niệm của ông đã bị phá, tai họa đã xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Sơn lao như bay qua nhà của Thành. Vừa sang tới nơi đã thấy Thành ngồi ở ngoài hiên, vẻ mặt tiểu tụy thấy rõ. Sơn mở cổng bước vào, lúc này vợ Thành cũng đã đi làm.
Nó tiến lại gần rồi hỏi: Nhìn mày không được khỏe nhỉ? Đêm qua tao mượn theo ông trưởng về đòi vàng mày à? Sao? Sao lại như vậy? Ông ấy còn đòi chặt tay của tao với mày vì dám làm vậy với xác của ông ta. Đừng có lo, chắc là mày bị ám ảnh từ cái đêm đó thôi, dần dần sẽ hết ngay mà. Cũng mong là như vậy, nhưng mà mơ thật lắm mày. Thì bây giờ tao còn nhớ như in đó. Ông ấy nói đêm nay sẽ tìm tao với mày tiếp, không chỉ đòi lại vàng mà đòi luôn cả cái mạng của hai đứa mình đấy. Sơn chết lặng. Cả hai thằng cứ như vậy nhìn nhau. Bất giác Sơn nổi cáu: Mày nói cái gì vậy? Để thuyền nó vừa thôi, bớt suy nghĩ đi cho nên nhẹ đầu. Tao về đây. Nói xong Sơn lầm bầm chửi rồi bước nhanh ra ngoài cầm. Thực ra nó chỉ tỏ ra như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Đêm nay ông trưởng lại tìm về nữa ư? Đêm hôm đó Sơn trời chắc thủ luôn con dao ở đầu giường. Đang nằm im lặng hồi hộp xem có chuyện gì xảy đến, thì từ đằng xa có tiếng chó sủa, tiếng là hét văng vẳng vọng lại. Sơn nhíu mày, là tiếng gì vậy? Nó không nghe rõ, nhưng nó cũng chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Cứ nằm chờ đợi với đầu óc căng thẳng, Sơn dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Bất thình lình cánh cửa sổ bật tung, một bàn tay cụt từ đâu thò vào bóp chặt cổ của nó. Sơn giật mình rú lên để kinh hãi: Cút đi, lão già, tha cho tôi đi mà. Bỗng nhiên Sơn ăn trọn một cái tát nổ đom đóm vào mặt. Ông bố lúc này đang đứng ngay trước mặt, ông nói với cái giọng cực kỳ gấp gáp: Trời đất ơi, mày ngủ mơ thấy cái gì mà mày hét lên như điên dại vậy hả? Dậy đi, ra ngoài nghĩa địa mau lên, người ta phân hiện ra xác của thằng Thành ở ngoài đó rồi đó. Cái gì à? Thằng Thành bị làm sao à? Sáng người đi đồng phát hiện cái thằng Thành chết bên ngoài nghĩa địa, đầu cắm vào mộ công trường đấy. Mọi người đang kéo nhau ra đó. Lỗ tai của Sơn lúc này bùng nhùng cả lên, nó bật tung người xuống đất vội vơ lấy cái áo rồi phóng ra ngoài. Sơn thất thểu luồn qua đám đông bước sâu vào bên trong. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Sơn ngồi bịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thành đã chết, một tư thế chết kỳ lạ, nằm úp chồng mông lên trời, đầu cắm ngập tới tận cổ và đống đất bên mộ của ông trường. Và kinh hãi hơn, ngón tay của nó, những ngón tay đã bị chặt mất, vương vãi ra chung quanh. Ở bên cạnh vợ nó lăn ra ngất xỉu, đứa con thơ ôm lấy mẹ khóc ré lên. Hai bố mẹ già của Thành cũng ngồi khóc vật vã bên xác của con trai. Mọi người chung quanh ai ai cũng bùi ngùi thương xót. Sơn vùng dậy chạy điên cuồng lao ra khỏi đám đông, vừa chạy vừa lẩm bẩm: Không thể nào. Ông thầy cúng vừa chạy đến nơi, khi thấy cảnh tượng xảy ra trên ngôi mộ, ông thầy bất giác đưa tay lên bấm độn, khuôn mặt biến sắc. Ông đưa mắt nhìn theo hướng của Sơn chạy bạt mạng mà lẩm bẩm: Ra là như vậy, chạy ngay đi, chạy nhanh đi. Sơn đập tung cánh cửa lao vào trong buồng, vừa vội đống quần áo cùng bọc tiền, miệng lẩm bẩm: Phải trốn ngay đi thôi. Ra khỏi cái làng này chắc chắn sẽ không ai tìm được mình. Trong quán cà phê yên tĩnh, người đàn ông ngồi đối diện, anh ta ho lên vài tiếng nặng nề, cứ như thể trong cổ họng đang bị ứ đọng gì đó. Mình khẽ liếc nhìn, chiếc mũ trùm đầu vẫn che kín hết gần khuôn mặt. Tiếng ho cứ như vậy vang lên liên tục, dường như là gây khó chịu cho những người đang có mặt trong quán cà phê. Vội rút trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng, mình nhìn thấy có vẻ ngạc nhiên, ho nặng như vậy mà vẫn hút thuốc. Cơ bổn cô nhân viên phục vụ tiến lại: Thưa anh, làm đây là phòng lạnh, không được hút thuốc, nếu anh muốn hút là có thể ra phía bên cạnh à? Người đàn ông gật đầu, tay run rẩy vò nát điếu thuốc rồi nhét luôn vào trong túi. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Minh như chờ đợi. Mình cau mày suy nghĩ giây lát rồi bảo: Câu chuyện anh vừa kể rất hay, nói chung kiểu quy luật nhân quả như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến thôi. Một kẻ có thể đào mộ của người khác để cướp vàng thì kẻ đó gan cũng lớn lắm. Không cần biết làm vì mục đích gì, thế nhưng làm như vậy là sai hoàn toàn. Động tới phần mộ của người chết, giày xéo lên thân xác của họ, đó là việc đại kỵ, là vô cùng thất đức. Tuy nhiên nhìn theo phương diện nào đó thì người kia cũng là một kẻ đáng thương khi bị dòng đời xô đẩy tới mức như vậy. Người đàn ông gật đầu cố nén tiếng thở dài não nề,
Giọng của anh ta càng lúc càng nặng nề khó tả. Anh ta hỏi Minh: anh có nghĩ chuyện tôi vừa kể là có thật không? Minh ngạc nhiên, đây là một câu chuyện ma. Có lẽ nghe ai đó kể lại, vậy thì làm sao biết được nó có thật hay không? Mình lưỡng lự, người kia lại hỏi: theo anh nó có thật không? À, cái việc đào mộ rồi ăn trộm luôn đồ của cải bên trong thì có nhiều, nhưng mà riêng về nội dung ma quỷ của câu chuyện này tôi cũng không dám chắc. Chuyện này là hoàn toàn có thật, mọi tình tiết đều là thật. Và sao? Và tôi chính là nhân vật trong câu chuyện đó, Sơn. Chính là tôi là Sơn. Anh đùa thôi hả? Đây không phải là câu chuyện để đùa đâu. Tôi không đùa anh, tôi chính là Sơn. Tôi sắp chết rồi. Lão già sắp giết tôi rồi. Hành động đột ngột kích động khiến cho mình quá bất ngờ. Hàng loạt những ánh mắt dị nghị tỏ ra bức xúc của những người chung quanh đang đổ dồn vào chiếc bàn mà hai người đang ngồi. Mình vội đặt tay lên vai của anh ta rồi bảo: bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, bình tĩnh nào. Trần Minh giật mình vội rụt tay lại. Cơ thể của người kia lạnh như một tảng băng. Mình khẽ bảo: anh có sao không? Sao người của anh lạnh vậy? Tôi thấy không ổn rồi, để tôi đưa anh đi viện nhé. Có gì chúng ta nói chuyện sau. Người kia ho lên khủ khủ, tay xua xua như hiểu không cần. Có thứ gì đó bắn ra từ miệng của anh ta rơi xuống mặt bàn, văng lại gần cốc cà phê của Minh. Mình mở to mắt kinh hãi, đó là một chiếc răng hàm. Máu từ miệng cứ như vậy nhỏ tong tong xuống mặt bàn. Họ kiểu gì mà văng cả răng ra như vậy? Mình vội đứng dậy, tới lúc này anh bắt buộc phải thốt lên: trời đất quỷ thần ơi, anh bị sao vậy? Cả quán cà phê đổ dồn ánh mắt về phía của cả hai người. Người đàn ông kia vội đưa tay lên lau máu ở trên miệng, đồng thời rút trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn: đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, mong anh hãy tiêu diệt cái thứ đó. Nói xong thì người kia vội vã đứng dậy tiến về cánh cửa, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Nhân viên trong quán bấy giờ cũng có mặt, ai nấy đều kinh hãi khi thấy có máu và một chiếc răng vương vãi trên bàn. Họ đều nhìn Minh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Chiều chủ nhật hôm ấy, Minh có cuộc hẹn với một chuyên gia trong lĩnh vực tâm linh. Cô gái thư ký bước lại gần rồi bảo: anh Minh à, mà anh vào bên trong, anh đặt đang đợi rồi đó. Mình khẽ gật đầu dò bước đi tới căn phòng rồi gõ cửa: vào đi. Mình đẩy cửa bước vào, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi bảo: sang tên năm nay bạn nổi tiếng quá rồi, anh muốn gặp bạn phải đặt lịch trước. Riêng ông thì khỏi cần, ông muốn gặp tôi khi nào galo, nếu tôi trong thành phố tôi gặp ông, còn tôi đi công tác thì hên xui thôi. Người mà Minh đang nói chuyện đây là Đạt. Anh này là bạn từ thời đại học của Minh. Hai người có một mối quan hệ rất khăng khít. Đạt là một chuyên gia nghiên cứu vào các hiện tượng siêu nhiên và khoa học đang tìm lời giải đáp. Cách đây hơn một năm về trước, công trình nghiên cứu về tần số vong hồn của anh được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Đây là một trong những nhà tâm linh trẻ tiềm năng, mở ra cánh cửa tiến tới hơn với thế giới của người chết. Mình nghe vậy thì đáp: vậy thì tôi lại được ưu ái quá nhỉ. Và hôm nay tôi đến tìm ông là có một chuyện muốn bàn bạc, hy vọng ông sẽ tham gia vụ này. Sao, nội dung chi tiết thế nào, kể tôi nghe. Mình bắt đầu kể về việc người đàn ông kia hẹn ra quán cà phê và nghe câu chuyện của anh ta. Đạt nghe xong im lặng, sau đó anh ta bảo: cho tôi xem cái địa chỉ đi. Mình đưa mảnh giấy cho Đạt, Đạt vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chỗ này là ngoại thành. Với lại hôm đấy trước khi rời đi, người đàn ông đó có nói nếu anh ta có mệnh hệ gì, hay tìm và tiêu diệt thứ đó. Vậy thứ đó rốt cuộc là gì? Mình ngả người ra ghế rồi đáp: thì đấy, tôi cũng không biết cái thứ đó được nhắc tới là gì. Không có một thông tin rõ ràng nào cả. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh ta đã nhanh chóng rời khỏi quán. Ồ, vậy bây giờ chỉ còn cách tìm anh ta để hỏi xem rốt cuộc chuyện đó là thế nào. Tôi cũng nghĩ vụ lần này không bình thường, cần phải tìm hiểu kỹ xem đằng sau rốt cuộc có chuyện gì đang xảy tới. Đạt đứng dậy tiến về bàn làm việc. Anh ta gọi thư ký vào trong phòng căn dặn một vài việc rồi nói với Minh: mai tôi với ông sẽ qua cái địa chỉ này. Ok, quyết định như vậy. Đêm hôm đó, tại một căn nhà vùng ngoại ô của thành phố, người đàn ông đang ngồi trong căn phòng của mình. Anh ta rên rỉ đau đớn quằn quại.
cả cơ thể như bị xé ra thành nhiều mảnh. Bỗng toàn bộ các cánh cửa chung quanh rung lắc như sắp bị bật tung. Những lá bùa chú dán trên cửa có lẽ không trụ lâu hơn được, chúng sắp bị phá. Anh ta cố nén đau đớn nằm vật xuống chiếc giường cũ kỹ mà thở từng hơi đầy khó nhọc. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mệt mỏi, anh ta miệng thều thào bảo: "Tôi đang tội ông đây, tới đây, tới để giết tôi đi lão già." Sáng hôm sau, hai người Minh và Đạt có mặt trước căn nhà. Căn nhà này nằm cách xa khu dân cư, biệt lập trên một khoảng đất. Xung quanh là một vài dãy nhà tập thể đổ nát hoang phế, cỏ mọc tùm. Đây là ngôi nhà một tầng xây theo lối kiến trúc cũ, tường gạch bên ngoài đã bong chóc hết cả, rêu phòng phủ kín, xem ra cũng xuống cấp trầm trọng lắm. Mình rút điện thoại ra gọi vào số máy đựng ghi trên mảnh giấy. Đúng lúc đó thì có một bà cô tầm 60 tuổi đi xe máy tới. Bà ta thấy hai người thì hỏi: "Hai cậu tìm ai?" "Dạ, cô cho hỏi là nhà này có người tên Sơn phải không?" "Mà hai cậu là bạn của cậu ấy hả?" "Đây là nhà tôi, cậu Sơn này thuê lại. Nhưng mà hôm nay tôi phải qua đây để thông báo một chuyện. Tức là sang tuần bên dự án họ sẽ điều máy móc tới để giải tỏa cái khu này. Vậy nên tranh thủ sắp xếp dọn đi, ở đây không có ở được nữa. Cậu Sơn thuê ở đây 6 tháng rồi, nhà cũng lụp sụp, tôi lấy giá bèo ấy mà. Ta nhìn cậu ta cũng không dư giả gì. Tôi mới đầu nhìn qua cứ tưởng là người vô gia cư. Ngôi nhà lúc ấy cũng đang trong diện giải tỏa của thành phố, nhưng mà bỏ không vậy cũng tiếc. Còn vài tháng nữa cho nên là tôi cho cậu ta thuê." Đang nói chuyện thì bất ngờ cánh cửa xếp được mở ra. Tiếng sắt dỉ lâu ngày ma sắt với nhau tạo nên thanh âm kèn kẹt. Bà cô thấy vậy thì bảo: "À, đây rồi. Con sang báo với mày là sang tuần nhà bị phá rồi đấy. Tranh thủ tìm chỗ mới đi cháu nhá." Người đàn ông khẽ gật đầu. Hai người liếc nhìn Minh và Đạt. Đợi cho bà cô kia đi khỏi, Minh lúc bấy giờ nói: "Chúng tôi đi tìm anh để tìm hiểu một số chuyện. Nếu anh muốn có sự giúp đỡ thì anh phải hợp tác." Sơn im lặng, anh ta mở rộng cánh cửa mời hai người vào bên trong. Đạt và Minh vừa vào tới thì đều đồng loạt nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi. Trong căn nhà này, ngoài sự bừa bộn bẩn thỉu như một bãi rác thì nó còn có một thứ mùi hỗn tạp khó ngửi. Đạt cau mày khi phát hiện trên thân thể của người đàn ông tỏa ra một mùi thối rất khó chịu. Có một chi tiết khiến Đạt chú ý ngay quải cánh cửa xếp có dán hai lá bùa màu đỏ, nhưng đã bị chuyển thành màu đen gần hết. Anh ta dẫn hai người vào bên trong căn phòng bốc mùi ẩm thấp. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn sợi tóc làm cho không gian như thêm phần ngột ngạt khó chịu. Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, một chiếc giường nệm cấu bẩn đen kịt. Dưới đất bừa bộn những rác, vỏ thuốc lá, hộp đồ ăn đã mốc xanh rỉ. Anh ta bấy giờ bảo: "Hai người ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Đàn và Minh ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Mình bây giờ nói: "Ở đây không có ai làm phiền, anh có thể nói rõ được đấy. Rốt cuộc anh bị làm sao? Kẻ nào muốn hãm hại anh?" Anh ta bắt đầu vén chiếc mũ trùm đầu xuống. Ngay lập tức Minh và Đạt giật mình: "Trời đất, anh bị bệnh gì vậy?" Người đàn ông đứng phắt dậy không nói năng gì, cởi luôn chiếc áo khoác. Minh và Đạt thêm một phen kinh hãi khi toàn thân anh ta mọc lên vô số những cục u kinh dị, nhìn chúng như là sắp vỡ ra vậy. Người kia khoác lại áo như cũ ngồi xuống nhìn cả hai: "Những cái u quỷ quái này chúng hành hạ tôi sống không bằng chết. Tôi muốn chết quách đi cho rồi. Hôm đó vì quá căng thẳng tôi tìm thấy một vị thầy cúng. Ông ta rất cao tay, nổi tiếng cả vùng Hưng Yên. Khi chứng kiến tình trạng của tôi, ông nói không thể cứu vãn. Bây giờ chỉ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy. Không biết thì khi nào các cục u này sẽ vỡ, lúc đó tôi sẽ chết thảm. Ông ta hứa với tôi nếu tôi chết, ông ta sẽ có cách thu lại được hồn phách của tôi gửi lên chùa tu tập, mong một ngày được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng đó là một trong những trường hợp tôi được chết một cách bình thường. Còn nếu như tôi bị cái thứ khác kia bắt được, nó sẽ ăn hết cả hồn phách của tôi, vĩnh viễn không thể siêu sinh." Mình vội hỏi: "Anh cứ nhắc tới cái thứ đang truy lùng anh, rốt cuộc nó là gì, ma hay quỷ?" "Nó là quỷ. Nó chính là lão già đó. Lão già tới để đòi lại số vàng chính là lão ta. Tôi đã nói rồi mà, tôi đã đào trộm mộ của lão và cướp đi số vàng ấy. Tôi may mắn không bị bỏ mạng vào cái đêm ấy, nhưng thằng bạn tôi thì không như vậy, nó chết thảm lắm." Mình nghe xong thì ngỡ ngàng,
Không lẽ thực sự lại có chuyện như vậy? Đặt ngồi nãy giờ chăm chú nghe phân tích, anh bảo: thứ u nhọt mọc trên cơ thể của anh sinh ra do trong cơ thể tích tụ một lượng độc tố lớn. Loại độc tố này chủ yếu được hình thành do những chất dịch chảy từ cơ thể của người chết. Tuy nhiên không phải người chết bình thường, mà là một xác chết được yểm trước khi hạ quan. Bởi vậy nên da thịt rất độc và đầy tính âm hàn. Đó là lý do cơ thể của anh luôn lạnh như một tảng băng. Đặt nhìn Minh rồi nói tiếp: anh ta đúng là một kẻ đào mộ trong chính chuyện bỏ bản thân. Có lẽ trong lúc loay hoay giữa mộ huyệt, anh ta đã bị độc ngấm vào trong người. Đặt quay lại nhìn hai người đàn ông rồi hỏi: tôi để ý ngoài cửa có dán hai lá bùa cản vong, không cho ma quỷ xâm nhập vào trong ngôi nhà này. Giờ vào ký tự vẽ trên bùa thì tôi biết đây là một loại bùa có uy lực mạnh. Tuy nhiên nó đã ngả sang màu đen rồi, chứng tỏ nó không còn trụ được bao lâu nữa. Người đàn ông gật đầu bảo: đúng, chính là lão quỷ đó. Lão ta luôn tìm cách phá hai lá bùa. Một khi hai lá bùa bị vô hiệu thì cũng là lúc tôi xong đời. Hai lá bùa đó là của ông thầy kia cho. Ông ta nói ông ta chỉ có thể giúp tới vậy, vì oán niệm tôi tạo ra là quá nặng. Đặt nhìn vào người đàn ông một hồi rồi thở dài: tại sao anh cứ phải sống khổ sở đau đớn như vậy? Anh nói ông thầy kia có cách thu hồn phách giúp anh siêu sinh, vậy tại sao anh không chọn cách giải thoát cho bản thân ra đi thanh thản, rồi nhờ ông thầy kia thu lại hồn vía, thay vì cứ phải trốn chui trốn lùi ở đây, luôn lo sợ bất an vì bị quỷ dữ ăn thịt? Nếu không sớm thì muộn cũng bị những khối u kia nổ cho bành xác. Mình nghe xong thì giật mình: cậu nói gì vậy Đạt? Chúng ta tới là để giúp anh ta, chứ không phải là để xui anh ta tự sát. Nhưng bây giờ đó là cách tốt nhất rồi. Người đàn ông im lặng, anh cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ta vừa khóc vừa bảo: tự tử? Có, tôi đã từng nghĩ tới điều đó cả trăm lần, nhưng tôi không đủ dũng khí. Dù biết bản thân tôi cuối cùng cũng chỉ còn con đường chết. Tôi còn người thân, tôi chưa làm được gì cả. Tôi còn quá trẻ để chết. Mà nếu có chết tôi cũng phải kéo theo cả vong quỷ kia theo tôi xuống địa ngục. Hai người giúp tôi xin hai người. Nói xong thì anh ta quỳ xuống cục đun xuống mà dập liên tục. Đặt vào Minh ngỡ ngàng khó xử vô cùng. Mình vội đỡ anh ta dậy rồi bảo: tôi nói thật, cả tôi và bạn tôi suy cho cùng cũng chỉ là người nghiên cứu về tâm linh. Dù có am hiểu thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể là pháp sư. Phải giúp anh như thế nào đây? Người kia run rẩy. Anh ta nghe Minh nói xong thì gật đầu thở dài một hơi: vậy thì coi như là số tôi đến đây là hết, hy vọng sẽ được làm người ở kiếp sau. Đoạn anh ta rút trong túi áo ra một con nịnh nhân bằng giấy rồi bảo: ông thầy kia dặn khi cảm thấy những khối u sắp vỡ, tức là lúc cả cơ thể nóng như bị lửa thiêu, chắc chắn khối u sẽ vỡ thì tôi sẽ lìa đời. Vì vậy trước lúc đó hãy đốt cây nghịch nhân này. Ông ta tự biết mà thi triển thuật sẵn sàng đợi tôi chết để hút vòng của tôi về. Nói xong anh ta đứng dậy mở tủ đồ cá nhân lấy một con dao sắc lẹm. Mình giật mình: anh tính làm gì vậy? Người kia liền đáp: các anh nói đúng, tự sát chính là giải thoát tốt nhất đối với tôi bây giờ. Tôi đi đây, hai anh nhớ đốt cái hình nhân kia giúp tôi, coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng. Nói xong anh ta cầm con dao xin luôn vào cổ họng của mình. Mình hoảng hốt hét lớn: đừng, đừng. Nhưng ngay lập tức Đạt đã ra tay kịp thời. Tay của Đạt bóp mạnh vào cổ tay của người kia khiến anh ta đau đớn, làm rơi luôn con dao xuống đất. Đạt liền bảo: thôi được rồi, giải quyết xong cái chuyện này chết cũng chưa muộn mà. Người kia vội nói: vậy là hai anh đồng ý giúp tôi? Đạt gật đầu. Anh đáp: bây giờ anh dẫn tôi tới chỗ ông thầy kia để tôi nói chuyện. Được, tôi sẽ dẫn canh đi. Chúng ta bây giờ đi luôn thôi. Minh bị một phen hú vía, cứ tưởng con dao kia xuyên luôn vào cổ anh ta thì đúng là một việc rách việc. Tới trưa thì cả ba người có mặt trước cửa nhà ông thầy. Mình bấm chuông. Đặt quan sát một vòng chung quanh rồi bảo: nhìn thoáng qua thì biết căn nhà này được ông ta bày bố khá nhiều bùa chú, phòng thủ rất kiên cố về mặt tâm linh. Từ trong nhà một cô gái chạy ra: ba anh tìm bác tôi hả? À vâng, chúng tôi đến để tìm thầy Vũ. À, thầy có nhà không? Cô gái liền đáp: bác Vũ mới ra chợ mua ít đồ, ba anh đợi thì mời vào trong. Cả ba người bước vào bên trong.
Do trong phòng khách đang có khá đông người đi lại chuẩn bị gì đó, cho nên cả ba tiến lại chỗ bộ bàn ghế đá kê ở góc sân. Mình bấy giờ hỏi: "Cho hỏi hôm nay gia đình mình có lễ gì hay sao mà đông người vậy?" "Vâng ạ. Này bác, tôi làm lễ cúng Đức Thánh, cho nên người ra vào tất bật từ sáng. Ba anh ngồi đợi nhé." Cô gái đi khỏi, ba người ngồi im chờ đợi. Mình bấy giờ nói nhỏ: "Ông ta đã từ chối giúp một lần, bây giờ quay lại e kết quả vẫn vậy. Biết là như vậy nhưng cứ nên thử xem thế nào." Được khoảng 15 phút sau, thầy Vũ về tới. Ông ta dắt xe máy vào trong sân. Vừa nhìn thấy ba người ngồi ở ghế đá, ông ta giật mình. Ba người vội đứng dậy bước về ông. Mình nhanh miệng nói: "Thầy Vũ à, chúng tôi tới đây để..." "Thôi, tôi không giúp được gì đâu. Nghiệp cậu này gây ra nặng lắm. Tôi giúp giữ lại hồn đã là quá nhân nghĩa. Bây giờ quay lại đây làm gì? Đừng nói là muốn chết ở nhà tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì ba cậu về đi." Nói xong, ông ta xách đồ đi thẳng vào trong nhà. Ngay lập tức từ đằng sau, một bàn tay vươn ra bấu chặt bả vai giữ lại, khiến ông thầy Vũ nhăn nhó đau đớn. Đó chính là Đạt anh Bảo. "Ông đúng là không ra làm sao cả. Anh nói vô tâm như vậy mà được ư?" Ông thầy Vũ gạt phăng tay của Đạt, quay lại nhìn một lúc. "Ra là anh. Ta đã thấy anh trên TV. Anh cũng là một kẻ nghiên cứu về tâm linh. Và anh thừa biết đắc tội với ma quỷ sẽ không có kết cục tốt. Tôi còn gia đình, con cháu. Tôi có điên đâu mà rước họa vào thân. Còn không thì đi tìm pháp sư cao tay ấn, nhờ họ cứu cho. Tôi thì chịu." Nói xong, ông ta quay thẳng vào bên trong. Mình vội nắm lấy tay: "Kìa thầy, nghe tôi nói đã." Ông thầy Vũ dần tím mặt để một cú mạnh khiến Minh ngã ngửa về phía sau, và cả vào người đàn ông kia khiến cả hai cùng ngã. Ngay lập tức có một bàn tay rắn chắc đỡ cả hai người dậy. Đạt kinh ngạc, ông ta bước ngay vào trong sân, khi nào anh không hề biết. Đứng sau lưng họ là một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi, nhưng vóc dáng vô cùng bệ vệ, thần thái sáng rực, thân thể rất khỏe mạnh, tràn đầy sinh khí. Ông ta cất giọng nói nghe trầm mặc đầy khí lực: "Cơ thể của cậu nhiễm độc rất nặng, còn trụ được đến bây giờ là kỳ tích đấy. Ông là ai? Ông biết gì về trạng thái của anh ta ư?" Lúc này ông thầy Vũ chạy lại: "Ôi anh tới sao không báo giờ giấc cho em cụ thể, đem cho mấy thằng thanh niên chúng nó lấy xe đi đón." "Chứ không cần quan trọng, bà cái đấy, anh đi xe ôm được rồi." Ông ta đưa mắt nhìn nhóm của Minh, hình như ba thanh niên này và chú đang cãi cự. Ông thầy Vũ tức giận: "Thanh niên kia mạo phạm vào địa mộ bị yểm, quỷ khí nó nhiễm vào trong người chẳng còn sống được bao lâu. Em cũng hết cách vì đắc tội với quỷ cái kiểu như vậy, làm sao mà cứu được. Nhưng mà dù sao cũng sẽ làm hết những gì có thể, thu hồn cho cậu ta để chờ đầu thai. Như vậy đây là tử tế lắm rồi, còn muốn gì chứ?" Người kia nhìn từ đầu đến chân của Sơn Đông ta khẽ lắc đầu: "Nhìn khí sắc như kia thì chắc cơ thể cũng không chịu được bao lâu nữa, bị hàn khí xâm nhập vào tận xương tủy. Kể lại cho tôi nghe vắn tắt câu chuyện của cậu đi." Sơn liền tóm tắt kể lại sự việc cho người kia. Nghe xong ông ta bảo: "Tôi có thể giúp cậu đi một cách thanh thản không đau đớn, và còn có thể giữ hồn cậu lại qua ngày tháng để cho cậu có một cơ hội siêu sinh." "Thật sao? Ông nói thật chứ? Tôi có thể thanh thản ra đi?" Người kia khẽ gật đầu. Lúc này thầy Vũ mới nói: "Đây là sư huynh của tôi, ông ấy mới đúng là cao tay ấn. Cảm được ông ấy coi như cậu có một cái chết nhẹ nhàng." Sơn ngồi thụm xuống sân, cuối cùng thì cũng chỉ là chết thôi mà. Tuy nhiên được chết một cách nhẹ nhàng thì cũng an ủi được phần nào. Sơn lúc bấy giờ ngẩng mặt lên rồi bảo: "Là tôi đào mộ của người ta, tôi đã sai. Giờ hối hận cũng muộn. Chỉ thương bố tôi ở lại, còn tôi chết cũng đáng." Người kia nhìn Sơn rồi đáp: "Nghiệp nặng thì mong kiếp sau còn có thể làm người sống tốt hơn. Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh luôn đau đớn mà." Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Sơn nhìn Đạt vào Minh rồi bảo: "Tôi đã đi khỏi quê hơn nửa năm, số lần gọi về hỏi thăm bố chỉ 2-3 lần. Ông đang rất lo cho tôi. Nhưng khi sắp chết rồi tôi cũng không muốn ông nhìn thấy bộ dạng này của bản thân." Đoàn Sơn lấy chồng tuy áo khoác ra một cái bọc ni lông, bên trong là số tiền gần 50 triệu đồng. Sơn bảo: "Số tiền vàng này tôi chả tiêu được bao nhiêu, nay gửi cho hai anh. Ban đầu tôi định bán vàng xong lấy tiền trả nợ, rồi về phụ đỡ được phần nào, rồi cưới vợ. Nhưng bây giờ nghĩ lại nó là tiền của người chết, tôi không thể để ai động vào nó rồi mang họa được."
Nhưng hiểu được ý của Sơn, Đạt bảo: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp anh mang tên đúng nơi nó thuộc về." Sơn nhìn người đàn ông kia rồi hỏi: "Xin hỏi tên của thầy là gì?" "Tôi tên là Lâm." "Vậy thầy Lâm, tôi xin đổ ơn thầy, nhưng mà tôi sợ vong quỷ kia sẽ không để yên cho tôi đâu. Nó sẽ tìm mọi cách để xé xác của tôi, ăn linh hồn của tôi." Ông Lâm trầm ngâm giây lát: "Đúng thật là khó. Như thế này thì bảo sao sư đệ bó tay là phải. Nhưng vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ có cách gắng gượng thương thuyết với con quỷ, để xem con quỷ này có rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy hay không." Nghe vậy thì ông Vũ ái ngại rồi nói: "Ấy chết, anh nghĩ gì vậy đại ca? Cái vong này thành quỷ nhưng không hề tầm thường. Một của nó trước khi chết đã yểm tà thuật, chứ đâu phải vong bình thường đâu mà đòi thương thuyết." "Anh biết là vậy, nhưng cứ thử một lần, đâu chết ai chứ, chú cứ để cho anh làm." "Thế bây giờ chú Vũ vào làm lễ đi, kẻo trễ giờ. Còn bác cậu đây đã tới tận chỗ này thì ở lại dùng bữa với tôi cho vui, để đến tối giải quyết cái việc kia sau." "Dạ, vậy có phiền quá không à? Cho tôi tới đây nhờ vả như vậy." "Quan trọng gì, coi như có duyên đừng ngại." Ngày hôm đó, ba người Minh đã tham dự buổi lễ với tư cách là khách của ông Lâm. Trong suốt buổi lễ, những người có mặt luôn liếc trộm Sơn vì trông anh ta kỳ lạ, không rõ mặt mũi làm sao, đã vậy còn phát ra cái mùi thối vô cùng khó chịu. Bây giờ tối lúc này buổi lễ đã xong, những khách cũng lần lượt ra về. Ở khoảng ngoài sân rộng, ông Lâm bảo: "Theo như anh kể thì nó ngay tới tìm anh vào ban đêm." "Vâng, cứ đúng 12 giờ đêm nó tìm tới đòi vàng đòi mạng." "Việc anh đền mạng đó là nhân quả, nhưng việc ăn linh hồn của anh thì đó là cấm kỵ. Tôi không để chuyện đó xảy ra. Đêm này hãy dũng cảm đưa mặt với nó giải quyết một lần." "Vâng, tôi nghe ông." 12 giờ đêm, ông Lâm, ông Vũ và nhóm ba người Minh ngồi chờ đợi. Ông Vũ rót một ly trà rồi bảo: "Sư huynh à, mấy năm nay anh đi chu du tứ xứ, còn chị gái ở nhà thì sao?" "Bà ấy ăn chay trường 6-7 năm nay, với lại cũng đi lễ với bản hội suốt, ít khi nào ở nhà." Trần ông Lâm khẽ cau mày, đích nhìn qua con đường đối diện, ông khẽ nói: "Vừa mới xuất hiện đã tanh tưởi như vậy, xem ra khi còn sống tâm địa cũng không tốt cho lắm." Nghe nói như vậy, ông Vũ mới khẽ giật mình đáp: "Tới từ khi nào vậy, em cũng không phát hiện ra." Một cơn gió cực mạnh thổi thốc vào bên trong, mang theo một thứ mùi tanh tưởi. Sơn kinh hãi đứng dậy vội lùi về đằng sau: Nó tới rồi đấy." "Cứ bình tĩnh, nhà tôi đâu phải cây chợ ma quỷ, muốn vào là vào, sợ gì chứ." Sơn buồn rùn cả tay chân, anh ta quỵ xuống miệng thổ huyết ngã luôn ra đất. Mình hoảng hốt hỏi: "Trời đất, anh bị sao vậy?" Sơn nhăn nhó đáp: "Mấy cái cục u nó lại tác quái rồi." Ông Lâm bấy giờ bảo: "Khi ác quỷ xuất hiện là lúc chứng khí mạnh nhất, khối u phản ứng lại với điều đó là điều dễ hiểu. Mau đưa anh ta vào trong nhà sẽ an toàn hơn." Minh lập tức dìu Sơn vào bên trong. Lúc này gió đã nổi lên như sắp có bão, gió thổi cuốn bay bụ mù mịt cả con đường. Đàn lạnh gáy khi nhìn về con đường trước cầm, ẩn hiện trong bóng tối là một cặp mắt xanh như mắt mèo. Bóng đèn điện trong sân không đủ hắt ra bên ngoài. Lúc này ông Lâm bảo: "Ngày thanh niên kia ăn cắp vàng của ông, mạo phạm mộ phần của ông, đến giờ sinh mạng cũng sắp cạn, hà cớ gì phải ăn luôn hồn phách của cậu ta?" Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là tiếng gió thổi xào xạc kèm với thứ âm thanh âm u kỳ lạ. Cả nhóm người im lặng hồi hộp chờ đợi. Họ bắt đầu nghe được những tiếng thì thào như xoáy vào tai: "Giết, giết." Ông Lâm lúc này thận trọng: "Nó không còn nhận thức được nữa, không còn là một vong quỷ bình thường, không thể nói ly được, chỉ còn cách khô máu thôi." Ông Vũ đáp: "Nhằm được bảo vệ tốt cả 20-30 năm nay, nó không vào trong đây được đâu." Gió cứ như vậy ngày càng rít mạnh, cứ như sắp có một cơn giông tố ập tới. Đã chấn kinh vội lùi lại đứng nép sau hai ông thầy. Ông thầy Vũ cũng một phen thoát cả mồ hôi. Gần 40 năm làm thầy của ông, đây là lần đầu tiên ông gặp một áp lực mạnh tới như vậy. Gió lạnh thổi như là cắt da cắt thịt, mùi tanh tưởi nồng nặc trong không gian khiến cho người ta khó thở vô cùng. Bên trong nhà, Minh và Sơn cũng hình dung được thứ gì diễn ra. Sơn được Minh cho nằm xuống nền nhà, bên trên cao là tượng Đức Thánh đang nhìn xuống. Mình lo lắng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Cả người của Sơn nôn nao khó chịu, đầu óc quay cuồng như sắp mất đi ý thức. Đôi mắt của anh ta đờ đẫn nhìn về ban thờ, miệng lẩm bẩm: "Xin hãy cho con ra đi thanh thản, xin ngài." Ở ngoài sân, Đặn lo lắng hỏi: "Áp lực ghê quá, liệu nó có phá được kết giới không?" Ông Vũ nứt nước bọt: "Vơ vẩn, kết giới tôi bày bố ra học từ sư phụ, nên được tạo ra từ hàng trăm lá bùa với cái căn số khác nhau. Mấy chục năm nay chỉ còn ma quân quỷ nào bước vào được." Cánh cổng ngay lập tức run lên như muốn long ra bản lề. Ông Vũ giật mình chửi: "Còn mẹ mày chứ, đất của thánh mày cũng dám quấy nhiễu hả? Chủ Vũ, đưa cho anh bộ đồ nghề." Ông Vũ hiểu ý, chạy như bay vào trong nhà mang ra một túi đồ lớn. Ông Lâm lấy ra 4 lá bùa màu vàng chưa vẽ gì, sau đó lấy dao rạch ngón tay cho máu vào rồi vẽ lên bùa. Những ký tự nhanh chóng thành hình, ông ném 4 lá bùa về phía cầm. Đã trong mắt kinh ngạc, gió thổi như vậy mà những lá bùa kia vẫn có thể bay dính vào cầm. Từ khoảng cách gần 10 mét, đúng là quá đỗi ảo ma. Bùa rắn vào cầm cũng là lúc cánh cổng ngưng rung chuyển. Nhưng bùa cũng ngay lập tức bị chuyển thành màu đen gần một nửa. Ông Lâm nhíu mày: "Chà, mạnh, cái con quỷ này rất mạnh." Ông ngồi luôn xuống đất, đưa tay bắt quyết, miệng lầm đầm đọc chú. Vừa niệm ông vừa bảo: "Vũ, mau lấy nước ra đây." Ông Vũ chạy nhanh vào trong nhà lấy cốc nước trên ban thờ thánh mang ra. Ông Lâm cầm lấy cốc nước uống một ngụm, đứng dậy lao luôn về cánh cổng. Nước từ trong miệng của ông được phun ra bắn xuyên qua cánh cổng bay ra ngoài. Ngay lập tức có tiếng xèo xèo vang lên, y như khi chúng ta chiên đồ ăn trong chảo nóng vậy. Khoảng không bên ngoài cửa cổng nhanh chóng có khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi khét lẹt. Đặn kinh ngạc hỏi: "Cái gì vậy? Cái gì cháy sao mà mùi khét thế?" Ông Vũ không đáp lời, căng thẳng quan sát sư huynh của mình thi triển. Một lần nữa cánh cổng lại rung lên, hai lá bùa kia chuyển thành màu đen. Những lá bùa khác của ông Vũ bốc cháy phừng phừng. Mồ hôi của ông Lâm lăn dài trên má. Ông nghiến răng rồi hô lớn: "Chấn càn khôn!" Hai cánh tay của ông ép mạnh vào cổng vang lên một tiếng động lớn. Chiếc áo ông đang mặc như bị nhiều lưỡi dao cứa cùng lúc, rách ra từng mảng lớn. Ông một lần nữa hô lớn: "Vũ!" Chỉ đợi có như vậy, ông Vũ lao về cánh cổng. Trong tay ông thủ sẵn một sấp bùa màu đỏ như máu. Dùng hết sức bình sinh, ông ném luôn đống bùa bay qua cổng lao ra ngoài. Bùa bay là tả trong không trung, nhưng không có một lá nào chạm đất. Ông Lâm nhanh như cắt ngồi phục xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Hà cớ gì phải tạo thêm nghiệp, chỉ bằng để ta kết thúc." Đã đứng bên trong sân chỗ mắt kinh ngạc, những lá bùa đỏ bay trong không trung quay vòng vòng như một chiếc bóng, thoát ẩn thoát hiện. Một cái bóng đen sì có đôi mắt xanh như là mắt mèo. Một tiếng nổ như là pháo, đã giật mình khi nhìn thấy những lá bùa đỏ nổ như pháo, rách tứ tung thành từng mảng nhỏ bay lả tả trong không trung. Đúng lúc đó, Sơn đang nằm bất động tựa như mất hết cảm giác, bỗng dưng bừng tỉnh. Anh ta cảm thấy cơ thể của mình trở nên khoan khoái dễ chịu lạ thường. Những cơn đau không còn, đầu óc hoàn toàn minh mẫn. Sơn ngồi dậy khiến cho Minh giật mình hỏi: "Đừng ngồi dậy, nằm nghỉ thêm đi." Sơn mỉm cười không đáp. Anh ta từ từ đứng dậy bước dần ra ngoài sân. Minh kinh ngạc vội ngăn Sơn lại: "Bình tĩnh, sao ngoài đó anh bị giết đó, ở lại đây." Sơn vẫn bước đi khuôn mặt thanh thản như không còn vướng bận gì. Anh ta quay mặt lại nhìn Minh: "Tôi có lẽ phải đi rồi, đã có người chỉ lối cho tôi." Sơn bước ra bên ngoài, bước qua trước mặt của Đạt, khiến cho Đạt ngỡ ngàng: "Ok, anh đi đâu vậy, đứng lại?" Sơn như không nghe thích được, nước mắt anh cứ lăn dài trên má. Vừa đi anh vừa bảo: "Bố, con trai bất hiếu không lo được cho bố, con đi trước đây. Ở trên cao có sư phụ hộ cho bố. Anh đi đây Nhung ơi, cầu mong em tìm được hạnh phúc." Sơn bước ra ngoài sân, cởi bỏ chiếc áo đang mặc, đứng khoan thai dang rộng hai cánh tay chờ đón. Khuôn mặt toát lên một sự thanh thản không còn vướng bận. Anh ta nói lớn: "Tôi đã sẵn sàng. Thầy Lâm, có người đã chỉ lối cho tôi rồi, thay thầy, tôi phải đi. Mọi thứ không còn quan trọng nữa, xin cảm ơn hai người." Ông Vũ và ông Lâm đang giữ chặt cánh cầm. Vừa nghe thấy như vậy, cả hai người nhìn nhau, không gian như ngừng đọng. Ông Lâm khẽ nói: "Vậy là mọi thứ đã được an bài.
Chúng ta không cần cố nữa. Đếm 1, 2, 3 nha. Ông Vũ khẽ gật đầu. Ông Lâm vừa đếm đến 3, cả hai người buông tay cùng lúc. Trong khoảnh khắc, một áp lực mạnh khủng khiếp xộc thẳng vào trong sân. Cánh cổng sắt bị hút văng cả chốt, đập mạnh vào hai bên tường đánh dập một tiếng. Ông Vũ và ông Lâm bị ngất ngã văng ra đằng sau cả 5-6 mét. Luồng gió mạnh như vũ bão lao về sân với một tốc độ kinh người, cuốn phăng mọi thứ ở trong sân. Trong nháy mắt, gương mặt của Sơn như chút bỏ được mọi thứ. Anh ta mỉm cười, cả cơ thể bị ngất văng đi không trung cách mặt đất 2-3 mét. Đặt vào Minh cũng chỉ kịp nằm dạp xuống đất. Đúng lúc đó, ông Lâm và ông Vũ ngồi dậy, dồn sức thi triển ấn cuối cùng. Cả hai ông cùng hô lớn: "Thu hồn phách!" Chữ tối trong tay của ông Vũ liền mở miệng rồi rung lên bần bật như gió lùa vào bên trong. Ông Vũ nhanh tay thắt nút lại. Hai người cắt tay nhỏ lên miệng túi hai giọt máu. Mình đang nằm trên trần nhà, bỗng thấy cả không gian nóng bừng lên một cách đột ngột. Luồng khí nóng sộc thẳng ra ngoài sân. Đặt đang nằm dưới sân cũng kinh ngạc. Hai luồng không khí một lạnh một nóng va chạm xoáy vào nhau như là một cơn lốc, cuốn phẳng những chiếc lá khô rụng dưới sân lên không trung thành một cột. Âm vang trong chiếc gió có những tiếng thẳng khóc xen lẫn với những tiếng cười sảng khoái. Cả bốn người ngước mắt nhìn lên không trung. Cái gì đó màu trắng mờ ảo được gió cuốn bay lên thật cao rồi tan biến vào hư vô. Hai ông thầy dìu nhau đứng dậy uể oải ngồi xuống chiếc ghế đá rồi bảo: "Ôi, cái lưng già này, nó đã qua sức với 3 cái vụ này, nghỉ hưu đi là vừa." Ông Vũ lại bảo: "Có lẽ ông ta đã thoát được kiếp quỷ và cũng đi siêu sinh." Ông Lâm gật gù nói: "Chắc là như vậy. Còn chúng ta việc bây giờ là mang cái túi này lên chùa. Cái này là có lẽ nhờ hai thanh niên kia là được." Đạt và Minh bấy giờ mới bỏ dậy tiến về hai ông thầy. Vừa rồi là sao à? Ông Lâm đáp: "Khi mà anh ta đã không còn vướng bận gì, khi đã được bày trên chỉ điểm từ các thân thể máu thịt không còn ý nghĩa, thoát được nó chính là có được sự giải thoát. Từ nay về sau anh ta không phải chịu khổ nữa, còn cái vong kia cũng thoát khỏi được một kiếp ngạ quỷ, quay trở lại con đường luân hồi thực sự là viên mãn." Minh và Đạt nhìn chiếc túi trên tay của ông Lâm rồi ngước nhìn lên trời. Phải chăng đích đến cuối cùng của cuộc đời con người chính là sự giải thoát? Suy cho cùng, sau tất cả những tham sân si, cái mà con người ta mong muốn cuối cùng chính là sự thanh thản cho linh hồn của mình. Theo lời chỉ dẫn, cả hai mang chiếc túi vải lên chùa gửi nhờ sư cụ hàng ngày cho nghe kinh kệ sớm ngày đầu thai. Số tiền mà Sơn gửi, cả hai cũng về lại nhà ông trưởng con để trả tận tay cho gia đình. Ông bố của Sơn khóc ngất đi bên cạnh xác con trai. Đạt và Minh cũng nói cho ông ấy hiểu mọi chuyện, và ông nhận ra cái chết chính là một sự giải thoát cho con trai của ông sau những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.